Dạ em xin kính chào tất cả cô chú và anh chị đam mê hoa lan trên toàn quốc nha. Hôm nay là ngày 26 tháng 6 năm 2024 thì kênh Lan Rừng Phú Thái tiếp tục lên lại một số loại lan rừng những cái nhà nha. Hôm nay về cũng rất là nhiều loại kiếm cả nha. Ở những cái dòng kiếm này em nói là hoa đặc biệt thơm những cái nhà nha, cực kỳ là thơm. Thứ nhất là em có kiếm Mai Đế Vương này, thứ hai là Hồng Thần Hà này, thứ ba là Phượng Hoàng Đỏ này cả nhà này, thứ tư là Lạc Dương Tố Hà này, thứ năm là Bạch Tuyết Bằng Tâm, thứ sáu là Quang Kiếm này, Quang Kiếm Biên, bảy là Kiếm Đỏ này, thứ tám là Hồng Long Kiếm này, đó. Nói chung là rất là nhiều loại kiếm mà, và lại có một dòng kiếm Hương Cát Cát cả nha, dòng này nó hoa thơm cực kỳ cả nha, hoa rất là thơm, bông hoa cực kỳ to luôn, hoa mới nở cả nha. Cô chú chị mua cái loại này về mà khui thùng hàng ra, nếu không thơm thì trả lại bảo đảm hoa cực kỳ thơm. Bông hoa màu vàng rất là đẹp luôn cả nhà, bông hoa cực kỳ to nha, to, hoa to lắm, đặc biệt mùi thơm rất là dễ chịu luôn cả nha, cực kỳ thơm luôn, nói chung là rất là thơm luôn. Đó thì hôm nay toàn là kiếm nó đang nụ, mấy cái dòng cái này thì kiếm đang nụ luôn cả nhà, đang nụ, đang hoa, đang lên nụ luôn cả nha. Đây là Hương Cát Cát nha. Đó, rồi có Mỹ Dung Nhà Hương này, có Sóc này, có Huyết Nhung, có Tóc Tiên, có Thể Bài này, Chuỗi Ngọc này, Sơn Thi Tiên này, Sơn Thi Tiên này, rồi Hải Yến này, Thảo Đam Ri này, Kim Đi Mắt Đỏ này, hai cả nha, rồi Địa Lan Lung, rồi Bạch Phượng và Mỏ Vịt cả nha. Đó, nói chung là rất là nhiều loại hàng cả nha. Thì bên em bán thì chưa bao gồm phí vận chuyển nha cả nhà nha. Phí vận chuyển thì 30.000 cho một đơn hàng. Cả nhà mua nhiều đơn thì cũng cộng thêm 30.000 tiền ship thôi. Đó. Rồi thì bắt đầu vô cái phần thuốc này nè, mình nhiều vẫn nhưng mà khi nha cả nhà nha. Nấm thì 20.000 một chai. Rễ thì cũng 20.000 một chai cả nhà nha. Đó, kỳ xanh thì 50.000 một lọ. Đó. Rồi hồng nguyễn thì 30.000 một lọ nha cả nhà nha. Hồng nguyễn 30.000 một lọ, phân bốn lá 30, 10, 10, 35.000. Phân bốn lá 20 đều á thì cũng là 35.000 luôn nha. 20 đều cũng 35.000 luôn nha. Rồi, đi nhanh thôi, qua vô giới thiệu sơ qua cái số 1. Rồi, vô cái sinh số 1 là Trường Sinh Thảo cả nha. Dòng này thì cả nhà mình về trồng tiểu cảnh, trồng bonsai, trồng mini, trồng những cái hồ cá mini cũng được cả nha, hoặc là những cái hòn non bộ đó. 90.000 cho hai về to đẹp này, dòng này. Trồng rất là đẹp luôn cả nha, cỏ Trường Sinh nha, hay gọi là Trường Sinh Thảo đó. Hai về này 90.000 nha cả nhà nha. Cô chú chị về có thể trồng vô chậu cả nha, trồng vô chậu, trồng vô chậu làm kiến để trên bàn cũng được cả nha. Dòng này thì trồng chậu rất là đẹp luôn, những cái trồng chậu mini này rất là đẹp luôn nha. Đó, như thế này. Nhìn này rất là đẹp luôn, mình để trên bàn có nha. Rồi hình số 1 90.000 này. Số 2 thì em qua cái Bạch Phượng Môi Tua nha cả nhà nha. Bạch Phượng Môi Tua bên em vẫn bán như mọi khi, cứ 10 cây là 100.000 thôi. Dòng này thì về cả nhà mình trồng lên nụ lên hoa, hoa rất là đẹp luôn cả nhà, hoa như một con chim phượng. Đó, đây này, mỗi phần là 10 cây nha. Mỗi phần là 10 cây như thế này. Giá là 100.000. Hình số 2 này, 100.000. Hình số 2 xem hoa cả nhà. Xem hoa Bạch Phượng nha. Cho cả nhà mình xem hoa trong này, hoa đẹp lắm. Hoa trắng tinh khôi như một con chim phượng. Đẹp không? Ngồng hoa chỉ thiên nha cả nhà nha. Rất là đẹp như thế này. Bạch Phượng Mơ Tu nha. Hoa đẹp. Cả nhà cái này dòng này Địa Lan, cả nhà mình trồng đất 100% cho em nha. Đất trồng đất như thế này chị em. Đất hoặc là có thể trấu của nhà, trấu tro nha cả nhà nha, đừng trồng trấu nha. Trấu là phải đốt đi thành tro đi nha cả nhà nha. Cho trấu thì nhiều lúc nó ấy nước lắm. Trồng đất trồng trấu cả nhà, trồng tro cả nha. Cả nhà mình coi cái ngọng hoa lên dài lên nụ đây. Đó, một chùm nụ làm tới 4-5 bông hoa. Bắp nụ rất là to luôn cả nha. Đó, đẹp không? Khi mà cây cao tầm cái 40-50 cm thì nó sẽ lên nụ. Đó, như cây này bắt đầu lên nụ nữa này. Đó, thấy không cả nhà, nụ đây. Và cái bắp nụ rất là to, rất là bầu đẹp luôn cả nha. Đây là Bạch Phượng nha, cả nhà mình trồng đất 100% cho em nha. Lưu ý với em là trồng đất cho em. Đó, không có trộn sơ dừa hoặc là trấu nha cả nhà. Trấu thì phải đốt đi thành tro đi nha. Trấu nó giữ nước nó như lại nó dễ úng lắm. Và tưới nước thì cả nhà mình lưu ý tụi em, tưới vừa phải thôi, không nên tưới cho nước nhúng cái nước rồi nha cả nhà nha. Tưới vừa phải đủ độ ẩm được rồi. Đó, như cây này em trồng cũng rất là lâu rồi, bây giờ nó lên nụ này, lên nụ thấy không? Cây khỏe, không có hiện tượng là bị chết cây hay là bị héo cây hay bị có vấn đề nha cả nhà nha. Nên cái nhà mình lưu ý giúp em, bắt đầu lên nụ này, cái đuôi nó dài quá nha, cái đuôi nó tích dưới này này. Nhìn cái đuôi đó này. Hoa nó nở như một con chim phượng. Hoa đây. Bạch Phượng Mơ Tu nha. 100.000 cho 10 cây, em vẫn bán mỗi phần là 10 cây. 100.000 nha cả nhà nha. Và tiếp theo là qua cái hình số 3 là Địa Lan Mỏ Vịt cả nhà.
địa lan mỏ vịt nha. Dòng này hoa đây cả nhà, hoa là đẹp, nó cũng giống như bạch phượng đó nha, cây nó cũng lên chỉ thiên như vậy, là hoa là chỉ thiên nha. Đây là hoa bạch phượng này cả nhà này, bạch bên hoa địa lan mỏ vịt nha cả nhà nha, hoa mỏ vịt này đó, nó lên một cái ngòm hoa như thế. Đó, rất là nhiều bông hoa trên đầu luôn, và hoa nó nhìn cái như cái lưỡi đó, như cái mỏ vịt kia nha, nhìn đẹp không? Hoa có màu trắng, có mắt mũi đàng hoàng ha cả nhà. Đó, nhìn rất là đẹp luôn. Đó, nhìn rất là đẹp luôn cả nhà. Bạch phượng nha. Địa lan mỏ vịt nha cả nhà. Hai cái này em lại nhầm miếc. Đó. Và cây nó như thế này cả nhà này, cây nó lá tròn đẹp không? Cây nó lá tròn đẹp, củ nhỏ, dòng này thì đây. Và vẫn 10 cây là 100.000 nha. 10 cây là 100.000, lá tròn do luôn. Đây này. Hình số 3 nha, 10 cây 100.000, địa lan mỏ vịt đây này. Em trồng vô một cái chậu nhỏ, nhìn nó gọn đẹp không cả nha. Hôm trước trồng mấy con lá rưỡi, giờ lên thành hai lá rưỡi rồi này. Đó, đang lên lá, chuẩn bị lên hoa cả nha. Lá nó tròn như cái đồng tiền luôn. Và dòng này địa lan, cả nhà mình trồng giống y chang như lại bạch phượng cho em. Hai thằng này trồng giống nhau nha. Nó là dòng địa lan, 10 cây là 100.000 nha cả nhà nha. Địa lan mỏ vịt nha cả nhà nha. Đó, cây lá tròn đẹp đúng không nha. Cây lá tròn đẹp lắm. À, cây lá tròn. Ủa trời, cái lá tròn bầu đẹp chưa. Đó, đây là địa lan mỏ vịt nha cả nhà nha. Nhìn hoa đẹp không? Hoa cực kỳ đẹp không nha. Này. Bọc hoa nó to lắm nhưng cả nhà nha, to giống mà nhỏ đó, nhìn cả nhà coi cái lá. Nó lên ba lá, bắt đầu thấy lên cái ngầm hoa giữa cái tim lá cả nhà. Đó, lên ngầm hoa nha. Và cây này cũng vậy cả nhà. Như cái này bắt đầu lên là lên nụ hoa đó. 10 cây là 100.000 nha. Đây là mỏ vịt nha cả nhà nha. Rồi tiếp theo là qua hình số 4 địa lan lung này. 70.000 cho một phần địa lan lung vàng, vàng tím lộn xộn cả nhà. Bây giờ nó lộn rồi. Này tím này. Vàng này. Nói chung lộn xộn, 70.000 một phần nha. Rất là nhiều củ như thế này. Địa lan lung vàng và tím. Tiếp theo là hình số 5 làm lên vanda tím nha. Vẫn như mà cái 3 cây là 100.000 nha. Đây là vanda tím nha cả nhà nha. 3 cây là 100.000. 3 cây vanda tím như thế này là giá là 100.000 nha. Hình số 5 nha cả nhà nha. Xem hoa vanda tím nha cả nhà. Dòng này hoa màu xanh tím cực kỳ đẹp luôn nha. Vanda tím. Đây cả nhà, lấy mặt hoa cho cả nhà mình xem nha. Đây. Vanda tím nha. Hoa màu xanh tím rất là đẹp đúng không nha. Đó. Hoa đẹp lắm. 3 cây 100.000 nha. Nói chung là mỗi phần 3 cây 100.000. Đó, cả nhà mình lấy mấy phần ra rồi. Hình số 5 nha. Hình số 6 này một dề hải kim này. Giá 120.000. Nó cái dề hải kim nó to mới dề. Hai cái dề hải kim rất là khủng luôn nha. Đẹp không? Hàng xanh mướt mượt mượt lá này. Nó có đẹp, một dề to đùng như thế này. Dề này cả nhà mình có thể tách ra nhiều thôi. Dề nó to đùng luôn. Giá 120.000 nha. Hình số 6 này, hai kim. Hình số 7 cũng 120.000 luôn, cũng là một dề hai kim này. Cả nhà mình coi nè. Cái dề này hai. Cái này hai dề cả nhà, hai dề nha. Hai dề này bán giá 120 luôn. Hai dề này to ghê á. Hai dề chà bá luôn. Giá 120.000. Hình số 7 nha, hai dề nha cả nhà nha. Hai dề mình tưởng nó một dề, nó dính chùm lên. Hai dề này giá 120.000. Hai dề to đùng luôn cả nhà này. Đẹp không? Nói chung hai đẹp, hai cái hôm nay về cái lô hai này rất là đẹp luôn, 120.000. Tiếp theo là hình số 8, một chậu kim điệp mắt đỏ cả nhà. Dòng kim điệp mắt đỏ thì nó rất là ít cái nhà hiếm mà giá trị nó cũng cao. Toàn bộ hàng thằng tơ nha, toàn bộ hàng thằng tơ như thế này. Chậu kim điệp mắt đỏ này giá 120.000 này, 120.000 hình số 8. Tiếp theo hình số 9 là chậu hoàng thảo đam ri này, còn chậu bán cho nhà giá 130.000 một chậu này. Hoàng thảo đam ri nha, trồng này hoang như thanh hạt cả nha, thân lên cao rồi cả nha, thân bắt đầu lên cao, cây khỏe, lá bóng mượt cả nha. Chậu này 130.000 nha, 130.000 cho cái chậu hoàng thảo đam ri rồi. Cây cao tầm 30 cm rồi. Số 10 lên một chậu thể bài cả nha. Thể bài thì dòng này thì nó cứ ra hoa cả nha. Đó, nó ra cái màu đỏ này, bắt đầu là hoa tím này. Đó, nói chung cái hoa này thì chuẩn bị tàn rồi, nhưng mà về thì những cái cây con lên hoa cả nha. Dòng này cũng dễ trồng cả nha. Đó, rồi chậu lan thể bài này giá 100.000 nha, 100.000. Nó có cái thể này đang chuẩn bị lên này. Đó, 100.000 cho chậu lan thể bài này. Tiếp theo hình số 11 là một chậu hoàng thảo chuối ngọc, toàn bộ hàng thân tơ đẹp như thế này cả nha. Đó, hàng thân tơ không, mầm tơ những mầm này, lá xanh mướt bóng mượt luôn, 120.000. Hình số 11 nha, 120.000 hoàng thảo chuối ngọc nha cả nhà nha, to đẹp. Tiếp theo là hình số 13, sơn thủy tiên. Trong này hoa màu vàng, hoa cực kỳ thơm. Nó 150.000 một chậu, hàng thùng đẹp như thế này được cả nhà này.
thân thủ mập mạp bóng bẫy lá xanh mướt để bông mầm tơ đang lên nữa cả nhà. Chầu sơn tí tiên này giá 150.000, ăn rất đẹp. 14 là lên phần hải yến cả nha, 70.000 cho một phần hải yến này. Một khúc nguyên bản hai ngọn đẹp này, lá xếp đẹp này, thêm một khúc nguyên bản u trời cây này đẹp không, cây này lá xếp rất đẹp luôn. Hai khúc nguyên bản này, thêm lên một khúc hai ngọn nữa này là ba này, thêm lên một khúc nữa này là bốn này, thêm lên một khúc nữa năm này, và đây một khúc nữa sáu khúc. 70.000 nha cả nhà, 70.000 cho phần hải yến này, có 70.000 thôi. Về kiếm cho em cái chậu bỏ hết những cái này vô đẹp à. Tiếp theo là hình số 15 là lên mỹ dung dạ hương cả nha. Dòng này thì hoa cực kỳ thơm vào ban đêm, mùi thơm rất là dễ chịu luôn. Một chậu mỹ dung dạ hương hàng thùng đẹp như thế này, coi bộ rễ đó nha, rễ thùng như thế này rồi này, rễ rất là nhiều rồi. Chậu này tổng là 1, 2, 3, 4, 5 ngọn đó nha, 5 ngọn mỹ dung dạ hương, hoa nở hương thơm vào ban đêm cực kỳ thơm. 200.000 cho chậu mỹ dung dạ hương này. Mỹ dung dạ hương nha cả nhà nha. Dòng này thì hoa nó nở rất là đẹp, nói chung là bông hoa to, hoa nở thơm vào ban đêm. Mới nở thì hoa màu xanh cớm, nở thời gian thì sẽ chuyển sang màu trắng, và sau khi chuẩn bị tàn thì nó chuyển cho màu vàng nha cả nhà nha. Sắc hoa thay đổi liên tục nha. Mỹ dung dạ hương nha, em coi có hình mỹ dung dạ hương cho cả nhà mình xem. Hoa mỹ dung dạ hương thì cả nhà này. Mỹ dung dạ hương, bông hoa cực kỳ to nha. Hoa to đặc biệt thơm vào ban đêm. 15 200.000, 16 cũng 200.000, cũng một chậu mỹ dung dạ hương. Chậu này thì được mấy ngọn đây, một ngọn, hai ngọn, ba ngọn, bốn ngọn, bốn ngọn rất là đẹp luôn, cây khỏe đẹp. Rễ này cả nhà, nhìn bộ rễ là biết rồi, nhìn bộ rễ là thấy mê đâu. 4 ngọn 200.000, cây xếp đẹp. 200.000 hình số 16. 17 lên chậu giáng hương đuôi sóc, 120.000 nha. Sóc thơm, sóc tím, cây lá xếp này. Hàng cả nhà coi cây này, thùng lá căng bóng mượt trong vải là hàng mới cột mà ghép đâu. Chậu này có 4 ngọn, lá xếp đẹp không, coi những chắc lá chắc cây nhìn rất là đẹp luôn, cây cực kỳ khỏe. 120.000 cho chậu giáng hương đuôi sóc này, hình số 17. 18 một chậu giáng hương đuôi sóc luôn, 101 nha. Chậu này rẻ hơn 10.000 này, cây này nhìn chắc cây chắc lá, 4 ngọn luôn nha cả nhà nha, 4 ngọn luôn, nhìn này, đẹp không. Ui trời, cái hoa kiếm cắt cắt nó thơm quá cả nhà, rất là thơm luôn. Rồi chậu này 101 này, giáng hương đuôi sóc nha. Tiếp theo là hình số 19, một chậu huyết nhung cả nha, huyết nhung đỏ 150.000. Cái chậu huyết nhung nhỏ, cây thì ngắn rồi cả nhà, cây ngắn tầm 10 cm thôi, mới luôn mới lên thôi nha, nhưng mà cả nhà coi cái thùng cái cây này nó khỏe nào, chứ phải hàng phải cột ghép, lá đã bóng mọng nước, cái lá căng mọng nước rồi đó. Chậu này được 1 ngọn này, 2 ngọn này, 3 ngọn này, 4 ngọn này, chậu này 4-5 ngọn nha cả nhà, 150.000 nha. Nói chung hàng này thùng cây khỏe rồi cả nhà, cây rất là khỏe. Nói chung cái dòng này hàng nó mắc tiền, hàng rời cả nhà mua hàng rừng về thì chắc nó cũng không mắc đâu, nhưng mà hàng đã thùng được như vậy rồi, giá nó cao lắm cả nhà, thực sự nó cao lắm, 150 nha. Chậu huyết nhung đỏ nha, hoa nở màu đỏ được nữa. Tiếp theo là hình số 20 là vũ nữ tóc tiên cả nha, 90.000 một bản này, còn hai bản, hai bản hôm nay thì nhỏ hơn, hôm trước bán 101 nha. 90.000 một bản vũ nữ tóc tiên này, 90.000 hình số 20 nha cả nhà. Vũ nữ tóc tiên, hoa này cũng rất là đẹp cả nhà, hoa cực kỳ đẹp, sai hoa lắm cả nhà, ngầm hoa nó chỉ ra rất là sai hoa, hoa màu tím trắng tím rất là đẹp luôn. Vũ nữ tóc tiên nha, hình số 20 này, 90.000 một bản, em có hai bản nha, bản này ít cây hơn, bán 90.000 bản, hôm trước bán 101 còn cả nhà, nhiều cây hơn đó. Hai bản đồng giá 90.000 một bản. Tiếp theo là hình số 21 đây, hương cát cát nha cả nhà nha. Nói đúng đến hương cát cát, ngay cái tên đã biết thơm rồi, mùi hương là thương là thơm rồi. Hoa cực kỳ to, hoa màu vàng đặc biệt, nói thơm lắm cả nhà, cô chú chị này mua về nếu cô thùng ra không thơm thì trả lại em luôn. Hoa to đẹp, hoa nở màu vàng, hoa đặc biệt thơm, thơm giả mang luôn cả nhà. Và đây thì hoa này thì ngọc hoa được mấy nữa, nhưng mà thôi bỏ lấy ngọc nụ này, nói chung là bảo hành cả nụ cho cả nhà, mà nụ này vàng tại nụ đang lú nữa cả nhà này. Đây là nụ đó là cả nhà này, đó nụ đó nha, nụ đó. Mỗi chậu là em ít nhất là 2 ngọn hoa nha, và một chậu to nhiều thân như thế này giá 180.000 nha cả nhà, 180.000 cho cái chậu to nhiều thân. Hương cát cát nha cả nhà, hương cái hoa thơm, hoa to, chậu này 180.000 này,
hình xăm mốt này đó, nhiều thân đang lên nụ nha, đang lên nụ cả nhà nhà, nụ này. Đây là báo hành nụ cho cả nhà mình nha. Rồi 22 của một chậu hương cát cát này, chậu này 190 nha, chậu này nhiều thân lắm cả nhà, nụ này đó. Và đây nên nụ rồi cả nhà này, đang lên nụ này, nó nói nụ là nụ nha cả nhà, đó nụ của nó cả nha, nụ đó. Rồi này chậu này hoa mới nở cả nhà, bông hoa to đẹp đặc biệt thơm, cô chú anh chị mình mua về thay cái chậu vô chậu để lấy thơm. Đây nụ nữa cả nhà này, nụ với mầm ta, đây nụ anh em mầm, đây nụ này. À, nói chung là ít nhất là hai ngọng hoa nha cả nhà nha, đẹp không, chậu này to đẹp này, 190.000 nha, thơm lắm, hoa thơm lắm cả nhà, hoa cực kỳ thơm, bông hoa rất là to đẹp luôn, hoa màu vàng nữa, hình 23 180 nha cả nhà nha, 23 180 này, nụ hoa này cả nhà, bông hoa là to ghê luôn cả nhà, này, mới có là còn nụ này, và đây một vòng nụ này, và đây đang lên nụ này. Nụ đó cả nhà, đó nụ đó, đó nụ đó cả nhà, nụ đúng rồi, đó còn đang lên nụ nha cả nhà, yên tâm nha, em bảo em cả nhà ít nhất là hai ngọn hoa mà. Rồi chậu này 180.000, xâm xe thăng lá luôn, 180 hình xâm 324 thì cũng 180 luôn, chung là mấy cái chậu này đồng giá 180 này cả nhà, đó, hoa này, bông hoa to chưa cả nhà, bông hoa cực kỳ to luôn, nụ này. Nụ nó như thế này, và dưới này cũng đang lên nụ này, đó, những cái mầm đang lên nụ này, dưới này đang lên nụ nữa cả nhà, đây này nụ này, đó, thấy nụ chưa, nụ này. Rồi chậu này cũng 180 luôn, 24 nha, 180 nha cả nhà, hương gác cát thơm lắm cả nhà. Rồi 25 thì chậu này 190 cả nhà, chậu này nhiều thân, xung xê thân luôn này, quá trời đất thân. Cái ngầm hoa thì không tính đâu, tính ngầm hoa này, đó, tính ngầm hoa này và nụ dưới này nữa cả nhà, nói chung có nụ hết nha, bảo hành đây này, nụ này đó, đang ra nụ nữa cả nhà, đó, em bảo anh cho cả nhà biết nhất hai ngầm hoa nụ này, đó, nụ đó, chậu này to đẹp nhiều thân này, 190.000, 190.000 nha chậu này, đó, to đẹp. Rồi tiếp theo là hình số 26 180.000, lên một cái ngầm hoa này gãy bỏ nha, không tính ngầm hoa này nha, gãy ra, không tính ngầm hoa đây. Và tính là một cái nụ này, đây là cái nụ này, đó, nụ đó, và đây một cái ngầm hoa này, nụ nữa này, đó là hai, đó đây nữa này, nụ trong này đó cả nhà, đó cái nụ đang xỉa đó, cái nụ đang xỉa đó, đó nụ này, đó, hai ba cái nụ này luôn, chậu này hai ba cái nụ luôn cả nhà, đây này, nụ này nữa này, rồi chậu này 180 này, hình cho 26 nha, hương các hoa thơm lắm, cứ mua về mà không nghe mùi thơm trả lại em luôn, bảo đảm luôn. Rồi tiếp theo hình số 27 cũng 180.000 nha. Cũng đây, cái ngầm nụ đây gãy ra, không tính, tính ngầm nụ đây cả nhà này, nụ to đẹp này, đó, và nụ dưới này nữa, đây này, cái nụ đang lú này cả nhà, một cái nụ đang lú này, em coi cái nụ đây này, nụ nữa cả nhà này, à, nụ này thao, bắp nụ đó, đây nữa này, mới đây nụ nhiều ghê quá nha, nụ lắm. Rồi, 180.000 luôn, cũng là 180.000 hình số 27 nha, 28 này có phần bạch ngọc, chiếm bạch ngọc nha cả nhà nha. À, bạch ngọc 3 giờ này 60.000 này, về cô chú anh chị chồng lấy giống này, bạch ngọc hoa to đẹp 3 giờ này 60.000 nha, quyền đóng này 60.000 này, hình 28 nha. 29 thì có chậu kiếm đỏ cả nha, còn chậu kiếm đỏ nói chung là chậu này ít thân, hôm trước bán còn 120 chậu nhiều thân, hôm nay chậu này ít thân, một chậu kiếm đỏ nha, 90.000 nha cả nhà nha, chậu này ít thân nha, 90.000 hình số 29 nha cả nhà nha. À, dòng này thì hoa đây cả nhà này, hoa đỏ bọc đồ rất đẹp, bảo hành cho cả nhà mình chuẩn hoa chuẩn cây nha, cả nhà mình yên tâm, này, này hoa ở đây cả nhà này, này, hoa đỏ tươi thắm luôn, hoa đỏ lắm đẹp lắm. Rồi tiếp theo là số 30 lên quang kiếm nha cả nhà, quang kiếm lá kẻ lá phát tài này, cái về này 60.000 này, 60.000 dòng này hoa đặc biệt thơm luôn cả nhà, hình số 30 60.000, những cái dòng này bán là hoa thơm mà nói thơm nha, đặc biệt thơm 60.000, hoa nó đây cả nhà này, hoa nó to đẹp và thơm, hoa bông hoa cận cảnh nó đây, hoa rất là to đẹp luôn, to đẹp và thơm cả nhà. Rồi tiếp theo là hình số 31 này, 100.000 cho cái dề to đùng này, dề này có nhà mình vô làm một chậu như thế này để trên bàn nó rất đẹp rồi cả nhà, đẹp không, lá kẻ phát tài, luôn một chậu như thế này nó đẹp luôn, để trên bàn cân đối đẹp, uống trà đồ ngắm cũng được cả nhà, về là 100.000 cả nhà, về to là 100.000 này,
31 nha, hoa đặc biệt thơm. 32 100.000 luôn, cũng một dề to đẹp này. Nó dề này vô cái chậu như thế này đâu, to cái chậu rồi. Có 100.000 cả nha. À, hoàng kim biên 100.000. 33 giá 101 cả nhà này, 33 giá 101 cái dề này nhiều thân này, thân đẹp này. À, xâm xê luôn. 33 dề này to đẹp 101 nha. 101 cho cái dề này, hoàng kim biên hoa cực đặc biệt thơm. 34 130.000 nha cả nhà nha. 130.000 cái dề to đùng luôn. À, dề này cực kỳ nhiều thân luôn. Dề này cô chú anh chị có thể tách ra nhiều chậu cũng được này. À, lá kẻ phát tài, lá phát tài, lá kẻ ăn nha cả nhà nha. À, hoa thì đặc biệt thơm, hoa to đẹp. Rồi 34 130.000. 35 thì em lên cái đây là cây, đây là hồng hồng. Đây quay phải đây quay. Em mở cho cả nhà xem từ từ. Hồng thần hà nhiều ở đây. Đông phương hồng hà nha cả nhà nha, hoa đây. Đông phương hồng hà, hoa đặc biệt thơm. Mấy cái dòng này em bán hoa đặc biệt thơm. Và cái này em tách nha, cho cái chậu nó nhiều tiền lắm cả nha. Cái dê này 140. À, 140.000 nha. Chiều cao nó tầm 20 cm nha cả nhà nha. Dòng những cái dòng kiếm là dòng kiếm lá mềm thân nhỏ. À, nên cô chú chị mình nhiều lúc mua hàng nó nhận sao cây nhỏ nha, dòng cây nhỏ nha, quan kiếm nó cũng vậy cả nhà nha. Cây nó rất là bé đó. À, cô chú chị mình lưu ý cho em, nhưng mà đặc biệt những cái dòng này hoa đặc biệt thơm, hoa đẹp. Đây là Đông Phương Hồng Hà. Đông Phương Hồng Hà nha cả nhà, hoa này cả nhà. Hoa chỉ thiên nha, toàn bộ là hoa chỉ thiên, 140.000 cho cái dê này nè. À, rồi tiếp theo anh 36 150.000, cũng là Đông Phương Hồng Hà luôn đó nha. Đây này, dê này thân mầm tơ lên rất là đẹp này. Đó, dê này cả nhà vô lấy chấm vô chậu nha. Đó, một thân và một mầm. Đó, Đông Phương Hồng Hà 150.000, hình số 36 nha. Đó, chiều cao tầm có 20 cm thôi cả nhà nha. Lưu ý giúp em, cây nhỏ nha, dòng kiếm lá mềm mà. Và những cái dòng này hoa bảo đảm bảo hành cho cả nhà mình đặc biệt thôi. Rồi tiếp theo anh số 37 lên Hồng Long Kiếm cả nhà này. À, Hồng Long Kiếm 101 một chậu này, vẫn như mọi khi, dòng này lá kể lá phát tài, hoa to đẹp. 101 một chậu nha, một chậu như thế này giá 101 nha cả nhà nha. Đó, lá phát tài, mình vô cái chậu sứ thay cái chậu nó là đẹp rồi, để trên bàn uống trà ai làm việc cũng được cả nha. Hình số 37 này giá 101 một chậu. Hồng Long Kiếm nha cả nhà, xem hoa nha. Hoa to đẹp. À, hoa đặc biệt cực kỳ to. Đây là hoa của Hồng Long Kiếm này cả nha. À, rất là to luôn. Những cái dọc này hoa đều thơm hết nha cả nhà nha. Đó, lá phát tài hết như thế này. Dòng hoa chỉ thiên nha. Hình số 37 là 101 này, một chậu nha. Tiếp theo là qua 38 làm lên Mai Đế Vương cả nha. Mai Đế Vương nha. Nói chung mấy cái dòng kiếm này nó đắt tiền lắm cả nha. Cây nó chậu là nhiều thân đó nha, chậu là nhiều thân á, nhiều thân lắm. Nhưng mà cái nó lùng tịch nha cả nhà nha. 10 cm đấu lại thôi cả nhà. 10 cm đấu lại thôi. Những cái dòng này cả nhà mình về lấy giống nha, dòng này hoa đây cả nhà. Mai Đế Vương nha. Hoa đặc biệt thơm. Mấy cái dòng này hoa em bảo hành cho cả nhà mình hoa đặc biệt thơm. À, đây là Mai Đế Vương. À, bông hoa rất đẹp luôn cả nhà. Cánh bầu rất đẹp luôn. Những cái dòng này hoa đặc biệt thơm nha cả nhà. Cây lùng nha cả nhà nha. Cây nó tầm 10 cm thôi. Cái nhà mình lưu ý giúp em nha, nhưng mà chậu nhiều thân lắm cả nhà. Lưu ý giúp em, cây này lùng lắm, lùng ngắn nhỏ. Chậu này em bán giá 270.000 một chậu này. Hình số 38 nha, chậu một chậu rất là nhiều thân này này. Đó. Để coi mấy thân, ui trời, tính lớn nhỏ chắc cũng gần cả chục thân đó nha. Lớn nhỏ cả chục thân và cây ngắn lắm nha cả nhà nha. Em nói trước là cây rất là ngắn, là cây rất là bé đó. 270.000 một chậu, Mai Đế Vương nha. Đồng giá hình số 38, 270.000 một chậu, Mai Đế Vương. Rồi tiếp theo là Hồng Thần Hà 240 chậu. Chậu nó từ 4 đến 5 thân và lá phát tài. Chiều cao tầm cả 10 đến 15 cm. Một chậu nha. Đó. Tính cả mầm, cả thân già, cả thân tơ là ok. Cái này nè, à, cái giá thông nhé. 240.000 một chậu nha. 240.000 một chậu. Đây là Hồng Thần Hà. Hồng Thần Hà nha cả nhà nha. Cho cả nhà mình xem Hồng Thần Hà. Hồng Thần Lá Biên, à, Hồng Thần Hà, lá phát tài, hoa đỏ đẹp, hoa đặc biệt thơm. Nói chung những cái dòng kiếm mình nó nhỏ cả nhà, mình trồng mình để trên bàn đồ mình uống trà, mình thấy có khi nó ra hoa mình trồng để trên bàn mình uống trà, mình ngắm nó đẹp hơn. Chứ những cái dòng kiếm mà nó cao chót vót thì những lúc mình nó nở ngoài vườn mình rinh vô nhà nó lại khó khăn. Nhưng mà đặc biệt những cái dòng kiếm này dành cho những cô chú chị mình để bàn nó đẹp hơn. Khi mình trồng lên mình để bàn nhìn nó rất là đẹp luôn. 240 chậu, hình số 39 Hồng Thần Hà Lá Biên.
lá phát tài, hoa rất đẹp, hoa đặc biệt thơm. Tiếp theo là hình số 40, 280.000 một chậu. Đây là đỏ phượng hoàng nha các nhà, đỏ phượng hoàng lá phát tài. Đó, một chậu nó là tầm thân nó bé nha các nhà. Nói trước là cái dòng này cây rất là bé, lá bé thôi, lá cực kỳ bé. Cây lên chiều cao tầm cỡ 15 đến 20 cm đâu lại. Và một chậu nó tầm từ 4 thân nha các nhà. Nhưng mà những cái dòng này đó, nó đắt tiền đó nha. Đây là đỏ phượng hoàng nha, 280.000 một chậu lá phát tài. À, lá phát tài. Đồng giá nha, 240.000 một chậu nha. Đó, chậu từ 4 đến 5 thân đó nha. Đó, nói chung là cả mầm cả thân luôn nha. Tính cả mầm cả thân nha. Hình số 41 cũng 280.000 một chậu nha cả nhà nha. Đỏ phượng hoàng nha cả nhà nha. Đó, phát tài đỏ phượng hoàng. À, hoa đẹp nha cả nhà. Và đặc biệt những cái dòng này hoa bảo hành cho cả nhà mình đặc biệt thơm. Rất là thơm luôn cả nha. 280.000 một chậu, 40 và 41 này. 280.000 một chậu đồng giá. Tiếp theo là 42 là một cái chậu đây. 350.000. 350.000 cái chậu này, chậu này cá mầm cá thân này cũng nhiều đó cả nhà, nhiều thân đó. 1 2 3 4 5 thân, 5 thân. Đó, 5 thân nha cả nhà nha. Đây là cái hoa của cái dòng này, nhiều tên quá cả nhà. Lạc Dương Tố Hà nha cả nhà nha. Lạc Dương Tố Hà, chậu này thì cây nó to được này, cây nó to hơn 20 cm này. Lá cũng to này. 350.000 một chậu nha. Lạc Dương Tố Hà cả nhà. 350.000 một chậu. Đây là hoa của Lạc Dương Tố Hà, bông hoa to, nó có đẹp không cả nhà. Hoa đặc biệt thơm. Nói chung những cái dòng kiếm hôm nay em bán là hoa thơm lắm cả nhà. Hoa thơm lắm, đây nè, bông hoa cận cảnh của Lạc Dương Tố Hà cả nhà. Hoa cực kỳ to luôn nha. Đó. Lạc Dương Tố Hà nha cả nhà nha. Đó, bông hoa ngầm hoa chỉ thiên nha. Bông hoa rất là to đẹp như thế này. Và chậu này 350.000 một chậu. Lạc Dương Tố Hà, hình số 43. 42 và 43 cũng bà 350 một chậu luôn. Nói chung hôm nay hai chậu đồng giá này, cả mầm tơ là cả thân là trên 5 thân. 5 thân đó nha. Cây to đẹp. À, một chậu như thế này. Về kiếm với cho em những cái chậu mới đẹp là đẹp cả nhà. 350 một chậu nha. Lạc Dương Tố Hà. Hình số 43. 44 là lên Bạch Tuyết Băng Tâm nha cả nhà nha. 130.000 cho cái dê Bạch Tuyết Băng Tâm này. Đó, về to lắm cả nha. Về to đẹp không? Về này vô chậu nha. À, về những cái dòng kiếm lắm đi, những cái dòng này hoa cực kỳ thơm, đặc biệt thơm. Hình số 44 này, 130.000 cho một chậu một cái dê Bạch Tuyết Băng Tâm nha cả nhà nha. Bạch Tuyết Băng Tâm. Đó, hoa cả nhà, hoa này mới nở chưa cành, hai cánh vàng nó chưa bay ra cả nhà, chưa có bung lên. Đó, Bạch Tuyết Băng Tâm nha, dê này 130.000. Hình tiếp theo anh 45, 120.000 của một dê Bạch Tuyết Băng Tâm này. À, 45, 120 và 46 là 101 nha, cũng một dề Bạch Tuyết Băng Tâm này, đẹp không, quá là đẹp luôn. Đó, một dề Bạch Tuyết Băng Tâm này 101 nha. Rồi phiên hôm nay em lên được bao nhiêu nó cô chú chị mình sưu tầm được hình nào alo cho em nha, số điện thoại có đến tiêu đề cả nha. Em cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip của em ạ. Em chào tất cả mọi người nha. Cái hoa này thơm, cực kỳ thơm luôn nha, đặc biệt thơm, rất là thơm luôn. Rồi em chào tất cả mọi người nha.